Cây bưởi da xanh được đưa về trồng trên vùng cao xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai từ năm 2018. Nhờ khí hậu phù hợp, chăm sóc theo kỹ thuật, đến nay cây bưởi da xanh đang đem lại nguồn thu ổn định cho đồng bào nơi đây. Làm phép tính đơn giản của người dân trên điện thoại, 50 quả nhân với 250 cây bằng 12.500 quả. 12.500 quả nhân với giá 20.000 đồng bằng 250 triệu đồng. Đó là phép tính về giá trị kinh tế mà cây bưởi da xanh đem lại cho gia đình chị Lô Thế Phụng ở thôn Xín Trải. Cây bưởi da xanh này thì cũng đem lại kinh tế cho gia đình khá là ổn định. Giá trị kinh tế của nó cũng cao hơn so với những cái cây ngô, cây lúa. Khi thu hoạch cắt hết quả thì mình cắt tỉa cành dễ phát cỏ, chăm sóc với lại bón phân ạ. Năm nay, thời tiết không thuận lợi, cây bưởi cho ra quả ít hơn. Tuy nhiên, mẫu mã đẹp, giá bán lại ổn định từ 20 đến 30 nghìn đồng trên quả. Vì vậy, vườn bưởi da xanh vẫn cho thu nhập khá. Mạng xã hội cũng phát triển, thì chủ yếu là bán hàng qua mạng xã hội như là Facebook, Zalo và TikTok. Thì chủ yếu là Facebook, đa số là dùng Facebook là nhiều. Thì tôi thường là live stream này, hoặc là quảng cáo hình ảnh qua Facebook ạ. Tiếp cận khách hàng sẽ đông hơn là ở chợ, vì là ở chợ là không có thời gian đi ngồi bán. Bưởi da xanh được trồng ở xã Thanh Bình có vị ngọt thanh, tép bưởi to, mọng nước, ít hạt và không khe nên được khách hàng ưa chuộng. Không chỉ hái bán quảng tại địa phương, bà con còn tranh thủ bán qua mạng xã hội. Ngoài cây trồng chủ lực ra, chúng tôi cũng xác định một số cây trồng, ví dụ như ở đây thì có cây bưởi này, cây mít này, thì đặc biệt là cây bưởi da xanh, bà con đã có những cái thu nhập ban đầu. Thì trong thời gian tới chúng tôi cũng xác định cây trồng này là những cây trồng tiềm năng của địa phương. Vì vậy mà chúng tôi sẽ đưa vào một số cái chương trình tập huấn nằm trong chương trình bình thường quốc gia. Chúng tôi sẽ đưa mở những lớp tập huấn về chăm sóc cây trồng, thu hái, chăm sóc, bảo quản để làm sao mà cái cây trồng tiềm năng ở đây sau này sẽ trở thành những cây chủ lực tại địa phương. Hiện nay xã Thanh Bình có khoảng 10 hộ tham gia trồng bưởi da xanh tại hai thôn là thôn Xín Trải và thôn Pờ Hồ với diện tích trên 3 hectare. Địa phương cũng quan tâm hỗ trợ người dân về kỹ thuật để nâng cao giá trị kinh tế của loại cây trồng tiềm năng này. Việc trồng thành công loại cây bưởi da xanh nổi tiếng trên vùng đất xã Thanh Bình, huyện Mường Khương không chỉ nâng cao thu nhập cho đồng bào nơi đây mà còn góp phần đa dạng sản phẩm nông nghiệp của địa phương.